Cỏ khô của căn nhà nát đó. Thì ra là vậy. Tại sao chàng không những gạt tôi mà còn phái người giết chúng tôi chứ? Cuối cùng chúng tôi đã làm sai chuyện gì? Thật không ngờ đương kim phò mã Trần Thế Mỹ vì công danh lợi lộc lại làm những chuyện như vậy chứ. Bao đại nhân, tên Trần Thế Mỹ đó dứt bỏ vợ con, âm mưu giết người, xin cho phép thuộc hạ lập tức bắt hắn về quy án. Thằng Nam, cô bình tĩnh đi, được không? Bây giờ chúng ta mới nghe lời khai một phía của Tần Hương Liên, không được phán đoán lung tung. Lời khai một phía gì chứ? Tam thư của Hương Liên chính là chứng cứ tốt nhất. Tôi và Hương Liên từ nhỏ đã biết nhau, cô không bao giờ nói dối đâu. Đúng vậy, bây giờ nhân chứng vật chứng đã có, các người không dám bắt người, có phải vì sợ người ta là phò mã hay không? Nói bậy bạ gì đó. Cô nói gì vậy? Có biết xử án là cần phải có chứng cứ không? Vậy được rồi, huynh đã từng nói người đàn ông chết trong mỹ quan đó võ công rất cao cường, thử hỏi phụ nữ yếu ớt như Tần Hương Liên sao có thể cướp đao của hắn, còn giết hắn nữa chứ. Lời cô nói cũng không phải không có lý. Bao đại nhân cũng cảm thấy có lý. Hương Liên là người vô tội, thả cô ra đi. Đúng vậy, tôi thấy bây giờ người cần được điều tra chính là Trần Thế Mỹ. Ta cũng cảm thấy hung thủ giết người chưa chắc là Tần Hương Liên, nhưng muốn điều tra rõ vụ án này không đơn giản giống như các cô đang nghĩ đâu. Bao đại nhân, thuộc hạ đã làm theo lời dặn của ngài, mời tổng quản của Tử Tê Cung tới nhận diện thi thể. Ông ta đã xác nhận người chết tên là Hàn Kỳ, là thị vệ của Tử Tê Cung. Tạm kiến công chúa, tạm kiến phò mã. Miễn lễ. Tạ công chúa. Hôm nay cuối cùng có chuyện gì gấp mà đích thân Bao đại nhân phải tới Tử Tê Cung? Bẩm công chúa, hôm nay Bao Chẩn tới đây là vì một án mạng xảy ra ở thành Nam tối hôm qua. Án mạng? Chuyện này liên quan gì tới bản công chúa chứ? Bởi vì người chết là thị vệ của Tử Tê Cung, Hàn Kỳ. Cái gì? Hàn Kỳ bị thanh đao có khắc dấu của Tử Tê Cung giết chết. Hơn nữa, sau khi xảy ra án không lâu, chúng thần còn ở trong căn nhà nát ở ngoài thành tìm được một phụ nữ, cô tên là Tần Hương Liên, còn có hai đứa trẻ nữa. Bây giờ Bao đại nhân đã bắt được nghi phạm, tại sao còn tới đây kinh động tới bản cung? Người phụ nữ tên Tần Hương Liên đó tự xưng là nương tử của phò mã gia. Hôm nay bản phủ tới đây là muốn hỏi thử phò mã gia có biết người phụ nữ tên Tần Hương Liên đó không. Tần Hương Liên gì chứ? Ta không biết, trước giờ ta chưa từng nghe thấy người nào có tên đó. Ta nghĩ các ngài nhận lầm người rồi đó. Còn về Hàn Kỳ, hắn đúng là thị vệ theo ta nhiều năm. Hắn bị người nào giết chết? Tại sao lại chết dưới đao của người trong Tử Tê Cung? Vậy phải phiền Bao đại nhân điều tra rõ ràng rồi. Xin phò mã gia yên tâm, bản phủ sẽ điều tra rõ ràng. Dám hỏi phò mã gia, cô Tần Hương Liên đó và Tử Tê Cung từng có quan hệ gì không? Nói bậy. Không phải lúc nãy phò mã đã giải thích rõ ràng rồi sao? Tần Hương Liên đó rõ ràng là một người phụ nữ điên. Lời nói bậy bạ của người phụ nữ điên ngài coi là thật sao? Bao đại nhân, ngài tiếp tục hỏi như vậy chính là sỉ nhục phò mã, cũng là sỉ nhục bổn cung. Nè công chúa, công chúa. Phò mã già, lúc nãy bản phủ hơi đắc tội, chúng thần cáo từ trước đây. Phải rồi, Bao đại nhân, không biết người phụ nữ điên đó bây giờ đang ở đâu vậy? Ngài cũng cảm thấy cô ta chính là hung thủ giết Hàn Kỳ sao? Tần Hương Liên tạm thời bị giam ở nhà lao của Phủ Khai Phong, còn về hung thủ thật sự
đợi sau khi bản phủ điều tra vụ án Hàn Kỳ, tự biết thăng được thẩm vấn xử án công bằng. Phò Mã Gia, có muốn gặp Tần Hưng Liên không? Ta gặp cô ta làm gì chứ? Ta chỉ là muốn biết bây giờ cô ta đang ở đâu, để tránh làm hại đến công chúa mà thôi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Kêu người phái người đi giết bọn chúng, ngươi lại phái một thị vệ trong cung của chúng ta đi giết. Bây giờ phủ khai phong đã tìm tới cửa rồi, ngươi còn gì để nói nữa? Phò Mã Gia tha mạng, tôi cho rằng giết chết mấy mẹ con chân yếu tay mềm đó chắc chắn sẽ thành công. Không ngờ võ công Hàn Kỳ cao cường như vậy lại bị người ta giết chết chứ. Ta không muốn biết cái Hàn Kỳ làm sao mà chết. Bây giờ chuyện này đã bị người trong phủ khai phong biết hết rồi, chúng ta phải nghĩ cách để che giấu chuyện này. Phò Mã Gia, đây mà thoải mái hơn chưa? Lúc nãy công chúa nói đau đầu, bây giờ đã đỡ hơn nhiều chưa? Đỡ nhiều rồi. Hôm nay bị bao chuyện hỏi dồn dập, không muốn đau đầu cũng không được. Dạo này công chúa thường xuyên bị đau đầu. Đây là ngọc bội ta nhờ người từ đại lý đem về cho nàng. Loại ngọc này tác dụng an thần. Chà, đẹp quá. Thế nào, có thích không? Ừ. Mọi người đều nói quân tử như ngọc. Thiếp thấy chỉ có quân tử như Phò Mã mới có thể chịu đựng được bao chuyện khó chịu đó. Công chúa, những chuyện bịa đặt như vậy hà tất phải tức giận. Bao chuyện đó đúng là quá hồ đồ. Ông ta tin lời một phụ nữ điên. Tức cười. Trên đời này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Ta nghĩ có lẽ người phụ nữ điên đó nghĩ quá nhiều về tướng công của mình. Chỉ đáng tiếc Hàn Kỳ là tùy tùng đi theo ta nhiều năm, bây giờ lại chết thảm như vậy. Cho dù thế nào ta cũng sẽ giúp hắn đòi lại công bằng. Đúng vậy, Hàn Kỳ là người trong Tử Tê Cung của chúng ta, không thể để hắn chết không rõ ràng như vậy được. Ta thấy người tên Tần Hương Liên đó khả nghi nhất. Đúng vậy, không thể để cô ta ngoài dòng pháp luật. Ê, tránh ra, tránh ra.
Tại hạ khấu kiến Bào đại nhân. Đường hạ là ai? Tại sao đánh trống? Tại hạ Hồ Trung, là tổng quản Tử Tê Cung. Lần này phụng lệnh của công chúa tới phủ khai phong, khẩn xin Bào đại nhân trừng trị Tần Hưng Liên hung thủ giết chết Hàn Kỳ. Lệnh này tiêu rồi, làm sao đây? Trời ơi, Minh Nguyệt tỷ, tỷ bình tĩnh đi. Phải đó, bây giờ người của Tử Ti Cung đã kiện tới phủ khai phong rồi, rõ ràng là muốn ra tay giết chết Hương Liên, kêu tôi làm sao bình tĩnh được đây? Lần này bọn họ phái Hồ Trung tới phủ khai phong cáo trạng, e là đây là chủ ý của phò mã. Chắc chắn là Trần Thế Mỹ ác nhân đó cáo trạng mà. Không được, bây giờ tôi phải tới Tử Ti Cung và trần bộ mặt của hắn. Không được, bây giờ công chúa một lòng muốn kết tội Tần Hương Liên, chúng ta không thể hành sự hấp tấp, nếu không sẽ đưa Tần Hương Liên vào thế nguy hiểm. Nhị thúc, nhị thúc, nhị thúc, có chuyện lớn rồi, nhị thúc. Còn là cái gì vậy? Mẹ có thấy nhị thúc không? Nhị thúc con hả? Sáng sớm đã ra ngoài rồi, lần này ra ngoài chắc là mấy ngày nữa mới về. Ôi trời ơi, sao lại ra ngoài đúng lúc này chứ? Con nói gì vậy? Ngày kia đó là ngày 6 tháng 7 rồi. Ngày 6 tháng 7 thì sao chứ? Trời ơi, ngày